chào chưa? Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Con TV nhá. Hôm nay bạn nấm cò đi du thuyền đấy mọi người. Bạn đi vịnh Hạ Long đấy. Đây bạn mình đi du thuyền nhá, thích lắm đấy. Đoàn quần nấm bạn nấm 16 người mọi người nhá. Thế bạn đi đi biển có thích không con? Bạn đi biển rất là thích. Và bạn cò đâu? Đấy, biển rất là bao la rộng lớn. Cò rất là phấn khởi, rất là thích. Biển sẽ xuất phát, nhím xuất phát mọi người. Đây là bố của nấm. Hello, đây là gì? Chị út của nấm. Chị rất là xấu xí, mọi người thông cảm nhá. Chị vậy. Út ơi, Út làm gì đây? Cho mẹ mượn cái súng nào. Cho mẹ mượn cái súng nào. Cho mượn không Út ơi? Mượn tí nào. Mượn tí nào, bảo đâu cho mượn không ạ? Cái súng gì rồi? Út cho mượn. Súng kiểu của mọi người. Rất là buồn cười. Cảm nhận của mọi người khi đi du thuyền thế nào? Chưa đi lên chưa biết mọi người nhỉ? Một nấm cò đi biển rồi nha. Biển rất là chiêu, rất là đẹp. Đấy, con cò rất là mệt lắm rồi. Cò ơi, nấm ơi, con mệt thì con nằm xuống ngủ đi nấm. Mưa rồi nè. Nào, quay đây. Quay đây xem không? Ở nơi mang súng cho chị. Bạn cò đây, bạn cò đang bắn súng. Các chị. Để em chơi đi kệ đi. Cho em chơi nó vậy. Em đang ở dưới đây. Không nó khóc nữa. Các chị. Đấy, đấy, làm gì các con rồi. Cùng đi. Cùng đi. Ủa, con ai hư thế? Hư xem. Đây, đồng chí đây. Đồng chí này đã thất tình. Trên thuyền. Nghe dùng bữa, xin chân thành cảm ơn và chúc các khách có một bữa trưa ngon lành. Kính thưa quý khách, du thuyền Sea Ottawa xin thông báo bữa trưa của khách đã sẵn sàng phục vụ tại khu vực nhà hàng. Xin mời tất cả quý khách di chuyển đến khu vực nhà hàng để dùng bữa. Xin chân thành cảm ơn và chúc quý khách có một bữa trưa ngon miệng.